quê yên ấm, rất thân quen của mấy người làm mắm. Đây những cái hình ảnh, những cái lũ. Khu vực này chắc mọi người cũng đoán ra là Yên Vui đang có mặt tại đâu. À, nơi có rất là nhiều cái lũ, cái thùng để làm nước mắm. Tại khu vực này là Thuận An đó mọi người. Nơi đây có nhà thờ, có đình làng miếu màu, những kiến trúc rất là đẹp, hướng ra phía con nước. Ở đây ngôi nhà thờ đẹp mọi người, thân quen khu vực làng quê. Ngôi nhà thờ hướng ra thủy, hướng ra cửa biển. Có người tại quay. Đây, đây có cái một cái sân bãi buổi chiều, mấy cháu đánh cầu lông đồ rất là vui. Thấy em vui cầm máy quay ai ngồi thờ. Hello chào mấy đứa. Lên ảnh khu vực Thuận An. Nơi làng quê yên ấm. Nơi làng quê thân quen của bà con. Và đây những tuyến đường sẽ ngang qua khu vực phố chợ của Thuận An. Thì hôm nay hành trình Yên Vui đưa mọi người thăm Huế về cùng cách thành phố khoảng 17-20 km. Hồi xưa ở đây thì tỉnh, còn bây giờ thì đã lên phường rồi. Thì gia nhập thành phố Huế cả đó mọi người. Đó là phường Thuận An, nơi có bãi tắm, bãi biển Thuận An đó. Hành trình chiều nay khi thời tiết Huế cũng đang có còn nắng trong những ngày ngày đông và nắng ấm. Hôm nay cũng là những ngày đầu của tháng 11 năm 2022. Yên Vui đang có mặt tại khu vực Thuận An đây. Đây khu vực này là nơi học chợ, chợ chiều. Quang cảnh mỗi khi đi thăm ngang qua đây thì có buổi sáng, có buổi trưa, và lúc này thì chiều, buổi chiều đấy. Và con học chợ thì chắc cũng sáng rồi, còn phía trước chợ hàng hóa quả đồ các thứ. Chợ Thuận An, nơi phía sau là cái cầu Thuận An mà chúng ta đi ngang vẫn thường nhìn thấy hình ảnh quen thuộc. Nơi đây mùa mưa gió vừa qua thì cũng chẳng ảnh hưởng gì. Vì biển mà mọi người, vùng biển thì xa xa ngoài biển thì khu vực biển thì bà con còn ở sát biển thì còn ảnh hưởng đến gió bão, chứ còn khu vực trong đây thì chắc mưa mưa thôi, chứ còn cũng không đáng lo cái chuyện lụt. Chắc là không có lụt ở đây. Những tuyến đường chiều nay tại Thuận An là có đường đây, đường Hoàng Quang. Chúng ta ngang qua thăm một vài khu vực nơi đây, việc thêm hình ảnh bà con một buổi chiều. Đường này thì sát với con sông, đường bên cạnh đầm phá Tam Giang đó mọi người. Đó, ngang qua đây thì rất nhiều nhà thờ này. Chùa ở đây là chùa Thuận An. Ở đây có chùa Thuận An, trường rất là lớn.
đường cây cối trồng rất là nhiều, mát mẻ mọi người. Dạ, đây hướng này đường rẽ trái ra đường Lê Sĩ. Ồ, nơi đây thì có nhiều cái món mà đặc sản và đẹp Thuận An. Hai về Thuận An thì cùng chắc chắn cũng sẽ ghé qua những cái nơi này để thưởng thức cái món bánh ép. Dạ, rồi sau đó sẽ ra tắm biển tại đường Lê Sĩ nha mọi người. Đó, món này bây giờ lên trên Huế thì cũng hot lắm, có nhiều quán, nhiều cửa hàng, khách rất là đông luôn. Dạ, tìm bánh ép ở trên trung tâm thành phố rồi về đây thì thấy cũng đông. Dạ, nơi nào có đồ ăn ngon là thì thường thường thu hút giới trẻ và những người mà thích thưởng thức ẩm thực đấy đó. Đó, trước mặt chúng ta là có một tuyến đường đi thẳng là đường Lê Sĩ, đi thì sẽ cũng thông ra bãi biển luôn, cũng như rẽ phải thì cũng tới nơi những cái đường đi xuống bãi tắm của Thuận An. Bây giờ hàng quán cùng rầm rộ mở cửa trở lại rồi sau những cái năm tháng dịch già 2 năm trước đó. Bây giờ sợ trời mưa thôi chứ còn trời nắng thì bà con buôn bán đâu đâu cũng giao thương cũng gọi là có khách đó mọi người. Dạ, chỉ có điều là mùa đi là mùa mưa gió thì về biển thì ít ai đi về. Dạ, những ngày nắng thôi chứ còn mà mưa kéo dài thì cũng ít người về khu vực biển. Dạ, đây mùa đi thì về đây nhìn sơ sạc bãi biển là như rồi đó, như thế đây mọi người, cạc đồ nó còn lên trên đi là vì vừa qua dòng nước nó cũng có cao, con nước nó cao đó, nước lũ về triều cường cho nên là mang theo cạc lên trên các cái đường đi bộ ra biển đó. Đó, thăm qua một chút để biết cả biển chiều nay. Nhà hàng mùa mưa về chắc muốn bán được, mưa gió nha. Đấy, chiều nay có nhiều thực khách đến đây để ngắm biển này. Yeah, tháng 11 thôi vẫn còn có nắng để cho đi thăm biển là vui rồi. Yeah. Đó, sóng biển rất là mạnh luôn, rất là lớn luôn. Tới nay chắc cùng ít người đi tắm để chỉ có ngắm biển thôi mọi người. Dạ. Yeah. Chúng ta cùng ngắm sơ qua bãi biển Thuận An vào mùa này nha mọi người. Đó, bầu trời vẫn còn trắng này. Lúc này cũng là 5 giờ chiều rồi. Dạ, tại bãi tắm Thuận An. Nơi mà vừa qua cũng chiều và con nước rất là lớn vì mùa mưa bão. Đó, mọi người thấy nó rác thải nó nằm té tua ở trên đi luôn. Dạ. Đó, tất cả các bãi biển thì bây giờ đều như vậy. Dạ. Con sóng rất là lớn luôn vì gió. À, và nước thì nó không được trong, đục. Dạ. Đó, thăm qua khu vực Thuận An chiều nay. Đó, cùng nhiều người gia đình ở đi ngang họ cũng buồn biết về biển Thuận An đó. Em vừa thấy thì những người đi chắc là ở xa để đi ô tô à, để ngắm biển. Dạ rồi. Thì hành trình của chiều hôm nay em vui cùng buồn chia sẻ với mọi người. Có thêm một câu chuyện nữa đó là tại vừa qua trước đây tôi có đăng lại một video về thăm một gia đình có em tên Đoàn là con của dì Mai ở thôn Tân Bình, cũng là phường Thuận An. Em mang căn bệnh thần suy thần nặng, đang chạy thần và gia đình rất là khó khăn nên vì người mẹ đã điện thoại và xin cơm ăn
xin giúp đỡ để em có tiền chạy thận. Thì vừa rồi video trước cách đây tuần hai tuần á, thì em vừa có về để giúp đỡ cho em phần quà của chị Hiếu ở Cali. Và sau đó video cũng được có một chị ở phương xa và chị tên Phương cũng nhắn tin em vui là có trên bình luận là mọi người gửi tặng cho em một tấm đô để em có thêm tiền trang trải cuộc thang chạy thần đó. Dạ, thì hôm nay em vui về đây đưa bà con xa gần đi thăm vùng biển Thuận An rồi ngang qua gia đình để gửi tặng món quà của chị Phương. Dạ, hy vọng mọi người cũng đồng hành đồng cảm video cùng em vui thăm xứ Huế cùng thăm bà con khổ khó đau ốm bệnh tật nha mọi người. Dạ, ở đây là quang cảnh của Thuận An mùa này rất là tan tác luôn. Dạ, hình như bãi tắm lắm có ai xuống tắm, có vài người đâu đó đến chụp hình ngắm biển đối chụp thôi mọi người. Dạ, đi mùa này mùa đông mà. À, qua ngày mai dự báo là thời tiết có mưa rồi thì chắc không biết đến bao giờ rồi nắng lại về thăm biển. Dạ, rồi mọi người cùng đồng hành biển vui đi thăm tặng quà cho em nha. Gần chờ đây có khu vực họp chờ, chắc là chờ Tân Bình. À, ngay cái cổng đầu kia là nhà của em Đoàn, khu vực vào nhà em Đoàn đây mọi người, để giúp đỡ cho em mong qua ngày hôm nay. Yeah, đó những cái ngõ kiệt nơi đây, nhà mới không có mà chiếc ghé chiếc đò nơi người ta làm cả mọi người. Yeah, rồi thân quen nơi thân quen đây, góc thân quen. Đào gì làm đi, làm tự nhiên đi. Chậu đi chay đi ảnh à. À ngày đi thử nắm đi chay à. Dạ. Chưa về hả? Chiều rồi. Dạ, nắm giờ chưa. Chị giờ mới về ảnh. Ồ được à. Dạ. Dạ. À. À là Đoàn ba chờ Đoàn đi, á chờ em đi. Dạ, chậu từ đi mà chay khi mà mệt lưng dừng. À đi đi xe hả? Từ đi xe lên. Dạ. Khi mà mệt dừng. À. Dạ, dừng mệt mới dừng ngồi. À dạ, đi chay từ khi đi khi mấy giờ mà từ chỉnh mấy giờ cái rồi. Có cho 2 triệu, có chậu đi khi 2 giờ. Dạ được rồi, không không có ngồi mà con hỏi thăm cái đó với con đi. Dạ dạ. Là đang ghi nở đang à, cô Loan cô ấy có cho 2 triệu. Cô Loan không được. Cô Loan có về, cô Loan bằng bụng ở mấy chỗ dễ được đã. À dạ. Loan bằng bụng có về tôi rồi hả? Dạ. À, có về giúp thêm 2 triệu nữa được rồi. Dạ. Dạ. Có rồi, có tiền thêm trang trải. Dạ dạ. Dạ, dạ. Là đi khi mấy giờ mà? Mà đi khi 2 giờ. Còn... Đi buổi chiều hả? Dạ, 5 giờ, 4 giờ mới vô chạy lần. Dạ, à, dạ. Rồi đi sớm lên ạ. Dạ, lên dừng tiền. À. Chạy thẳng lên miền luôn. À, dạ, dạ, dạ. À, rồi là làm đến 8, 9 giờ tối mới về. Dạ. Dạ. Thì con đi về Thuận An lên, con cũng gọi dạ, điện dạ. Là thôi, biệt nhà rồi thôi. Dạ. Dạ, vừa rồi có đăng tải cái video lên thì cũng có một cái chị cũng thương em Đoàn. Dạ. Dạ, nó cũng có một tin nhắn gửi cho em 100 đô. Dạ, yeah, yeah, chị Phương ở chắc là ở Mỹ đây, quên hỏi chỗ mối. Dạ. Dạ, nước ngoài mà chắc gửi đô về thì chắc ở Mỹ. Chó không có cháu thì dần được. À, thế được chứ. Dạ, thì ghi là mẹ má. Dạ. Dạ, mẹ dần cho em được thôi. Đó là chị nhắn tin gửi cho em 100 đô để em trang trải cái việc thuộc tháng cuộc sống cho em. Dạ, ở đây con về đây con ngày qua thì gửi cho em này, rồi dạ, chưa gì cầm để tăng để trang trải cho cảm ơn chị Phương, dạ chị Phương dạ. Ở Mỹ này, dạ để giúp đỡ cho em dạ. Kiếm tiền chạy thần, em xin cảm ơn. Dạ. Rồi đó con làm câu nội rồi thấy, vì vừa rồi thì về này giúp cho chị Hiểu tăng món quà rồi. Dạ. Chưa hình về cũng là nhờ cái video đăng lên thì cũng có người họ thương. Dạ, thương em Đoàn. Thương anh ạ. Ừ. Thì từ anh chưa đi máy mượn hộ cho. À, dạ. Chứ phải mượn mình có ta. Dạ đúng rồi, mình phải mượn mình cũng có chi trả, mà ai cho mượn. Đi vay, phải mượn ai cho vậy. Dạ. Ừ. Khó khăn gọi thì đi xin.
Dạ. Anh thì mẹ ngồi chấp thừa cho cháu được không có khúc chỗ đó. Dạ. Thì đó lời kêu gọi của Di cũng có, cũng đến tay mọi người họ xem họ biết đó thì dạ. Họ giúp dạ, giúp họ chi nếu như dạ. Có ai họ giúp đỡ nữa thì con dạ, con dạ. Tìm về giúp thêm cho em. Dạ. 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 Thì con cũng là cầu nối thôi dạ, thật sự. Mình cũng giàu có chỉ để mà dạ. Đi giúp được dạ. Cho nên mình thôi đi làm cầu nối giúp đỡ thêm cho dạ. Mọi người khó. Dạ, con nghĩ được thôi dạ. Dạ. Thôi được thôi con chúc Di sức khỏe. Chúc dạ. Em sức khỏe luôn. Dạ. Dạ. Để cho em đi chạy đó. Đó. Rồi chỉ đó về giống như ăn uống đó chắc cũng kiến nhiều thứ dạ, kiến nhiều dạ. Anh ạ. À. Bê có cái thực lực mà ở thực lực của chị uống nổi. À. Mà được chứ được bữa hôm luôn. À, mà họ hàng chị uống nước á. Mà dạ, hàng khác chị. Lắm. Dạ, bất khác của chị uống nổi. Bố uống. Dấp dấp rồi thôi nhé. Dạ. Bà được nó uống nhiều anh ạ. À. Bà đi nổi. À là dạ. Mệt đó đúng không? Dạ bà được chứ răng mà lên. Cho nên phải kiến. Dạ, hàng chị giống ví dụ mình đừng hoạt động nên đỡ mất nước nên đỡ khác. Dạ, chắc là vừa thôi. Dạ. Dạ thôi được thôi con dạ. Về gửi một quà của chị Phương. Dạ à, thì em cảm ơn dạ. Anh vì cảm ơn chị dạ, Phương dạ, giúp dạ. Đỡ cho cháu. Dạ có chị áo giúp đỡ nhiều. Thì con tìm về giúp gia đình. Dạ. Dạ. Thôi thôi con chúc gì sức khỏe con về luôn. Dạ. Dạ. À, em đi cùng ông chạy. Dạ rồi. Sau khi ta phân quà thì một lần nữa em cũng xin cảm ơn chị Phương. Dạ đã thương về những cái hoàn cảnh khó. Ngày hôm nay em đi đi thăm dạ. Rồi, và video cũng khá dài thì hôm nay cho em vui tạm dừng video luôn nha mọi người. Dạ một lần nữa em vui xin chân thành cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian theo dõi. Dạ rồi mời đồng góp ý kiến mọi người xin để lại bình luận phía bên dưới. Dạ dạ em vui xin chào hẹn gặp lại mọi người.